Ngay từ sáng sớm, các thành viên trong gia đình chị Phạm Thị Hay cũng như nhiều gia đình khác ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã tới các mảnh ruộng để khắc phục tình trạng cây ăn quả, hoa màu bị đổ ngập do mưa bão. Chị Hay cho biết, riêng gia đình chị có 4 mẫu ổi, ước thu 30 tấn quả. Tuy nhiên, mưa bão chiều và tối qua đã khiến toàn bộ diện tích bị đổ, ngập. Gia đình đang tập trung khắc phục. Thiệt hại quá lớn, ổi đang đều năm thứ hai, thứ ba đều đang tầm rộ để được thu. Ở trong nhà kia còn bật hết cả mái chăn nuôi gà, mà bây giờ đang huy động các nhân lực để chống lại xem nó có cứu vãn được ít nào không. Thống kê sơ bộ, bão số 3 đã gây thiệt hại tại huyện Yên Mỹ, 38 nhà bị tốc mái hư hại, trên 560 hectare lúa hoa màu và cây ăn quả bị gãy đổ, hàng nghìn cây xanh bị đổ và hư hỏng. Ngoài ra, một số công trình trường học như mái nhà, lán xe, tường bao cũng bị tốc mái và đổ sập. Ảnh hưởng nhiều nhất là các xã Hoàn Long, Giai Phạm, Đồng Than. Khắc phục tình trạng trên, một mặt huyện Yên Mỹ chỉ đạo các xã thị trấn, các phòng ban chuyên môn khắc phục sự cố tại chỗ, tổng hợp báo cáo thiệt hại chính xác về huyện, đồng thời chỉ đạo xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tối đa các trạm bơm tiêu từ 4 giờ 10 phút sáng ngày 8 tháng 9 ngay sau khi có điện. Ngay trong sáng nay là chúng tôi cũng đã huy động lực lượng dùng máy móc cắt tỉa cành, dựng lại cây, nhất là các cái trường học thì trong ngày nay phải dọn dẹp xong để ngày mai các cháu có thể học bình thường. Huyện cũng đang chỉ đạo cho các xã cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện tổng hợp các cái thiệt hại của các nhà dân để xem xét cái hỗ trợ. Các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang tích cực khắc phục theo phương án 4 tại chỗ, ưu tiên khắc phục hạ tầng giao thông, sửa chữa trường học, nhà ở của người dân, đồng thời huy động lực lượng chức năng và người dân tập trung dọn dẹp cây xanh, dựng và khắc phục diện tích lúa, hoa màu và cây ăn quả bị đổ ngập.